xem tướng tay người thành công muộn nhưng vô cùng rực rỡ. Thành công trong cuộc sống là điều mà ai ai cũng hướng đến, song cũng có những người dù tài năng nhưng phải chờ đợi muộn màng mới có được thành công. Cùng xem tướng tay những người may mắn lạc đường đó nhé. Một, Đường sự nghiệp đậm dần, nếu xem tướng tay mà tay đường sự nghiệp trong lòng bàn tay ở điểm khởi đầu nét nhạt nhưng càng tiến về phía ngón tay thì càng trở nên rõ nét thì đó chính là người có tướng thành đạt vào tuổi trung niên, thời thanh niên trai trẻ, dù cố gắng nhiều nhưng sự nghiệp của họ không mấy khởi sắc. Từ khi bước vào tuổi trung niên mới bắt đầu chuyển vận, mọi sự thuận lợi, thành công không ngừng kéo đến. Hai, Đường sự nghiệp chạy từ đường trí tuệ, người có đặc điểm này trong lòng bàn tay thường thuộc tuyết người thành công đến muộn. Có thể nói, tuy có tài năng song thời trẻ họ không mấy may mắn, sự nghiệp phải trải qua nhiều khó khăn trở ngại. Từ tuổi 35 trở đi, con đường sự nghiệp của họ mới dần đi vào quỹ đạo, Tới tuổi trung niên thì gặt hái nhiều thành quả trực trở. 3. Đường sự nghiệp bắt đầu từ đường tình cảm, chạy thẳng đến phần chân ngón giữa, xem tướng tay của người thành công đến muộn, ta có thể bắt gặp đường sự nghiệp khởi đầu từ đường tình cảm, sau đó chạy thẳng đến phần chân ngón giữa. Người này tiền vận gặp nhiều điều trắc trở xong không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại họ càng thêm kiên cường, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, họ chấp nhận mọi khó khăn gian khổ, thậm chí là hiểm nguy để biết ước mơ thành sự thực tuy quãng thời gian đó có phần lâu hơn người khác nhưng cuối cùng người sở hữu tướng tay này rồi cũng đợi được đến ngày thành công. Khổ tận cam lai, thành công tuy đến muộn màng nhưng cũng bù đắp được những nỗi vất vả mà họ phải chịu đựng, quả thực trời chẳng phụ lòng người. Bốn, ngón cái và ngón nhẫn đều có hoa tay, đây là đặc điểm của bàn tay xuất hiện ở những người có cuộc sống khổ cực vào tiền vận, nhưng nhờ có ý chí phấn đấu nên trung vận sự nghiệp thăng hoa, đạt được cả địa vị và danh lợi hơn người năm chỉ ngón cái có hoa tay, nhân tướng học cho rằng đây là những người có sức sống mãnh liệt, song cũng phải chờ đợi tới tuổi trung niên mới thành công. Vượt qua được những chặng đường chông gai thời trai trẻ, cuối cùng tới tuổi trung niên họ cũng dần có được những bước thành công trong sự nghiệp, ước mơ không còn quá xa xôi. 6. Lòng bàn tay lõm Người có lòng bàn tay lõm được cho là sở hữu tướng bàn tay cực nhiều tài lộc. Lòng bàn tay trũng xuống chính là hố đựng tài lộc, chỉ là tài lộc đến hơi muộn có điều đường tình duyên của người này dễ gặp phải trắc trở, dễ bị tổn thương vì tình cảm, khó gặp được chân tình. 7. Bàn tay giống cái búa, xem tướng tay, nếu độ dài của các ngón tương đương với lòng bàn tay, ngón giữa dài thẳng, các ngón xung quanh ngắn dài tương xứng, tạo thành hình như cái búa thì đây là người tính tình thẳng thắn trung thực, là người trọng tình nghĩa, trọng chữ tính, người sở hữu tướng mạo phát đạt như vậy chắc chắn sẽ được quý nhân trợ vận, có điều vẫn phải trải qua nhiều khó khăn mới thành công tới trung vận sự nghiệp hưng vượng, tiền bạc chất như núi trong nhà. 8. Đường trí tuệ và đường tình cảm giao nhau, xét về tướng bàn tay của người thành công muộn, họ có thể sẽ có đường tình cảm và đường trí tuệ giao nhau, tạo thành một đường chạy từ đầu này đến đầu kia trong lòng bàn tay. Người này đa phần có chủ kiến của riêng mình, cũng rất kiên định và quyết tâm, là mẫu người nhất định sẽ giành được thành công trong sự nghiệp, nam giới nếu xuất hiện nét tướng này ở tay trái thì sự nghiệp phát, ở tay phải thì tài lộc vượng nếu có ở cả hai tay thì là người làm nên chuyện lớn. 9. Ngón cái lớn hẳn so với các ngón tay khác, thông thường khi xem tướng tay, nếu thấy ngón cái lớn vượt trội thì có thể đoán định đây là người có lòng tự tôn cao, không chấp nhận việc đi sau người khác, luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, nhờ thế mà giành được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì đặt mục tiêu cao cho mình nên họ có thể phải chờ khá lâu mới có được thành công theo đúng ý mình.